Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Theo thông tin mới cập nhật, có khoảng 1/4 thành phố Derna đã bị lũ lụt xóa sổ. Tới nay hơn 1.000 thi thể đã được tìm thấy. Một người đàn ông cho biết tôi không quá khi nói rằng 25% thành phố đã biến mất. Người phát ngôn của lực lượng quân đội Libya ở miền đông, Thiếu tướng Ahmed Onmismari cho rằng có tới 5-6.000 người mất tích ở Derna, nơi có dân số 100.000 người. Trong khi đó, người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc GNU, ông Abdulhamid Oldeba, cho biết một máy bay mang theo 14 tấn hàng cứu trợ gồm thuốc men, túi ngủ và các thiết bị cần thiết khác, cùng với 87 nhân viên y tế đã lên đường đến thành phố cảng Benghazi ở miền đông để hỗ trợ các khu vực lũ lụt. Các video cho thấy nước lũ chảy qua trung tâm thành phố Derna sau khi các con đập bị vỡ. Một video khác được chia sẻ trên Facebook mà Reuters không thể xác minh độc lập cho thấy rằng hàng chục thi thể được phủ chăn trên vỉa hè. Thi thể nạn nhân nằm khắp nơi trên biển, trong thung lũng dưới các tòa nhà do lũ lụt ở thành phố Derna của Libya. Thành phố Derna được bao quanh bởi những ngọn đồi, lòng sông tại đây thường khô cạn vào mùa hè, nhưng giờ đây là dòng nước màu nâu bùn cuốn trôi một số cây cầu lớn. Một số khu dân cư bị biến mất hoàn toàn sau thảm họa tự nhiên. Libya rơi vào tình trạng chia rẽ kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Hiện ở nước này tồn tại hai chính quyền với lực lượng vũ trang riêng. Hai chính quyền đã quyết định để tang 3 ngày nhằm tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa. Giới chức và các cơ quan chức năng tại Libya hôm 12 tháng 9 tiếp tục đưa ra nhiều thông tin khác biệt nhau về số thương vong trong trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra ở miền đông nước này hồi đầu tuần. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực bước đầu đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến thảm họa bão lũ được coi là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua. Trả lời phỏng vấn truyền hình Al Jazeera chiều ngày 12 tháng 9, người phát ngôn Bộ Nội vụ thuộc chính phủ Libya do Quốc hội lập ra, ông Tareq Ankara cho biết hơn 5.200 người đã bị chết và khoảng 10.000 người mất tích trong trận lũ lụt lịch sử tấn công thành phố Derna, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 900 km về phía đông, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9. Khoảng 1/4 các công trình nhà ở và đường xá trong thành phố bị nước lũ cuốn trôi và biến mất hoàn toàn. Trong khi đó, một quan chức thuộc Liên minh Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế tại Libya cho biết số người chết trong trận lũ này vào khoảng 2.300 đến 2.500 người. Số mất tích vào khoảng 10.000 người. Đặc biệt, Bộ trưởng Y tế trong chính phủ Libya do Quốc hội lập ra, ông Othman Abdeljalil cho rằng số người chết có thể lên tới 10.000 người, trong khi số mất tích có thể lên tới 100.000 người. Liên quan đến nguyên nhân làm vỡ đập gây ra trận lũ lụt kinh hoàng này, một quan chức là phó thị trưởng thành phố Derna nói với truyền hình Al Jazeera rằng con đập bị vỡ đã không được tu sửa trong hơn 20 năm qua, từ năm 2002. Theo quan chức này, sự suy yếu thân đập vì không được tu sửa, bồi đắp trong thời gian dài khiến cho công trình này không thể chống chịu được một lượng nước quá lớn đổ về đột ngột sau trận mưa kỷ lục do ảnh hưởng của bão Daniel. Một số nhà phân tích khác lại cho rằng lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác phòng chống bão của chính quyền địa phương miền đông Libya là nguyên nhân chính dẫn đến số thương vong quá lớn trong trận lũ vừa qua. Theo đó, chính quyền địa phương không đưa ra những khuyến cáo và cảnh báo cần thiết về sự nguy hiểm của cơn bão Daniel để người dân có biện pháp phòng tránh phù hợp và kịp thời. Về công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, các nguồn tin tại miền đông Libya cho biết nhiều chuyến hàng cứu trợ đã đến được khu vực thảm họa nhưng chưa vào sâu được bên trong thành phố Derna do các cây cầu và hệ thống đường dẫn vào gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chính phủ Libya do Quốc hội lập ra đã quyết định dành nguồn kinh phí trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Còn Quốc hội Libya quyết định triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 14 tháng 9 để bàn biện pháp xử lý cuộc khủng hoảng. Thời gian gần đây, mưa lũ liên tục làm mực nước ở hồ thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc vượt mức báo động, khiến nhiều người lo ngại con đập lớn nhất thế giới bị vỡ ngay trong năm nay. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đập lớn Thế giới, nguyên Chủ tịch Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cho biết, sự cố vỡ đập đã từng xảy ra trên thế giới và nguy cơ từ đập Tam Hiệp là hoàn toàn có thể xảy ra. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp hiện đã đạt 147mm, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Đập Tam Hiệp được thiết kế để đáp ứng mực nước 175m hoặc lượng nước vào 70.000 mét khối trên giây. Việc đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo lũ là điều hết sức đáng lo ngại. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn trong phạm vi an toàn, khả năng an toàn của đập vẫn được đảm bảo. Trung Quốc vẫn khẳng định có thể kiểm soát được, song mùa mưa mới chỉ bắt đầu. Muốn đánh giá tác động, sức chịu của đập như thế nào thì cần phải xem xét lượng mưa tiếp theo trong thời gian tới.
nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì đó là một thảm họa cực lớn. Nên nhớ rằng đập Tam Hiệp là đập lớn nhất thế giới, quy mô công trình lớn. Đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và nhanh chóng nhấn chìm vùng hạ lưu bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Thiệt hại là không lường nếu sự cố vỡ đập xảy ra, bởi đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông có lưu vực đông dân, có nhiều trung tâm kinh tế và dân sinh rất lớn. 1/3 diện tích Trung Quốc, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, nằm trên lưu vực sông Dương Tử. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Ngoài việc hàng loạt làng mạc bị nhấn chìm, nhiều công trình, nhà máy, di tích cũng sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn ra biển, thì việc mất nguồn cung cấp điện khổng lồ sẽ khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức hoàn thành vào năm 2009. Con đập này xây chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc là Dương Tử. Quá trình xây dựng công trình lớn như vậy có nhiều ý kiến khác nhau từ các giới trong việc tranh luận về việc thực hiện cũng là điều hoàn toàn bình thường. Các tranh cãi chủ yếu tập trung vào tính hiệu quả cũng như những tác động, rủi ro và nguy cơ từ đập Tam Hiệp đem lại. Thế nhưng cần phải khẳng định rằng đây là công trình tầm cỡ thế giới. Việc đảm bảo an toàn cho công trình này được Trung Quốc hết sức chú trọng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn của đập là vấn đề hết sức lưu tâm bởi nguy cơ vỡ đập là không loại trừ. Hiện các nhà khoa học cũng đã có các nghiên cứu về tác động của việc xây dựng đập Tam Hiệp có tác động đến động đất, gây đứt gãy vỏ trái đất, song vẫn chưa có cơ sở để khẳng định điều này. Bởi vì đập Tam Hiệp chỉ là con số rất nhỏ, cách hàng trăm km so với bề dày của vỏ trái đất. Tuy nhiên phải khẳng định, vùng thượng nguồn sông Dương Tử, Vân Nam, Quý Châu, vùng Tây Nam Trung Quốc có những mặt đứt gãy về địa chất. Đây là nơi phát sinh nhiều trận động đất ở Trung Quốc. Ngoài ra, việc xây dựng đập Tam Hiệp ngăn dòng chảy có thể sẽ tác động đến địa chất, biến đổi hệ sinh thái xung quanh, khiến gia tăng nhiệt độ, đe dọa các loài thủy sản trong lòng hồ. Cảnh báo của chuyên gia là thông tin cần hết sức lưu tâm. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa có những động tác cảnh báo như cần phải di dời dân, yêu cầu xử lý, ứng phó. Hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, song các nguy cơ tiềm ẩn đối với đập Tam Hiệp vẫn rất cao. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.